Xin chào tất cả các bác, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay chị Tê em đang cầm giới thiệu tới mọi người một sản phẩm, đấy là thiết chế máy phát của HD65, HD72. Nói chung loại này nó dùng chung các bác, hàng được. Video Korean Mighty 2, đây là mã phụ tùng của nó, 373 75 45 100. Đôi khi thì cái máy phát nó không phát ra điện thì các anh em cứ phải kiểm tra thật kỹ nhé. Nó cũng có thể nguyên nhân nó chỉ do cái thiết chế này thôi, thì thay cái máy phát thì nó hơi phí, mà cũng không tội gì ạ. Với cái mức giá dưới 1 triệu này thì anh em mấy trăm ngàn thì này, anh các bác lên đầu tư một cái thiết chế này nhìn nó rất là chắc chắn luôn. Đây là hàng của Mindo các bác nhé, chứ không phải hàng Mando. Thì em phải giải thích luôn để cho anh em biết, đây là đời thân, cái rắc điện của nó là rắc to, chân to. Anh em có nhu cầu cần hỗ trợ và tư vấn thì liên hệ với em theo số điện thoại là 0769086333 để được hỗ trợ và tư vấn giải đáp thắc mắc, tư vấn kiểm tra lắp đặt thay thế sửa chữa tại số 1 ngõ 319 Tam Trinh. Số điện thoại là 0856727222. Em xin cảm ơn mọi người đã bớt chút thời gian xem video của em.